sau dịch tả lợn châu Phi, mỗi hộ chăn nuôi duy trì thường xuyên những hoạt động như thế này. Rắc vôi, khử trùng và hạn chế tối đa người ra vào khu vực chăn nuôi. Với nhiều giải pháp tích cực, nhiều hộ dân đã tái đàn chăn nuôi trở lại. Khi thực hiện tái đàn tại chỗ, gia đình ông Đỗ Huy Hóa, thôn khu 3, xã Phú Lưu, huyện Bảo Thắng, phun hóa chất hai lần mỗi tuần và thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt nên đàn lợn vẫn phát triển ổn định. Trong thời gian dịch thì nói chung là gia đình là tất cả coi như là hầu như là cấm không cho một ai ra vào ngoài coi vậy là mình ra thế và ngay người trong gia đình là hàng ngày coi như là cho ăn những này khác là mình ra va chạm với bên ngoài mà khi về là phải thay quần áo và phải thay quần áo mới mới, mới được vào chùa trong cơ cấu ngành chăn nuôi của Lào Cai, sản lượng thịt lợn chiếm trên 77%, thịt da súc da cầm chỉ chiếm 23%. Vì vậy, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát lây lan đã gây thiệt hại và ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị ngành chăn nuôi. Trước thực trạng này, tỉnh đã ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Việc tái cơ cấu lại chăn nuôi được thực hiện theo vùng và tổ chức liên kết sản xuất. Năm 2016, khi dự án phát triển đàn châu hàng hóa của huyện Bảo Yên được triển khai đã giúp nhiều nông dân tạo dựng được nghề nuôi đại gia giúp ổn định bền vững. Tổng đàn trâu hàng hóa của huyện vào khoảng 19.000 con, trung bình mỗi năm xuất bán từ 4 đến 5.000 con, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình. Bìa có cỏ để thả, còn mùa đông thì cắt cho nó ăn. Kể lúc nó ốm đầu ấy, phải phòng bệnh nói. Chúng ta nằm trên phòng hai lần. Trên cơ sở thành công của ngành chăn nuôi, ngành nông nghiệp Lào Cai xây dựng mục tiêu đến năm 2025 sản lượng thịt hơi xuất trường đạt 68.500 tấn trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp khó lường để đạt được mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tới thì việc cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi theo hướng hiện đại phù hợp với thị trường và an toàn dịch cần phải được thực hiện sớm giả soát lại quá trình tổ chức sản xuất và phải cơ cấu lại tổ chức sản xuất cho ngành chăn nuôi phải nâng cao cái nhận thức cho người dân nuôi hộ gia đình cá nhân cũng như là các doanh nghiệp à, coi trách nhiệm cái việc phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm hộ gia đình của cá nhân chứ không phải câu chuyện của nhà nước làm thay và tiến tới cái việc mà chúng ta phải tách bạch cái chính sách để phát triển kinh tế chăn nuôi Và gắn với cái việc mà tạo cho người ta có cơ hội và điều kiện về đất đai về tài chính đấy, vốn đầu tư đấy thế rồi là hỗ trợ người ta về chuyên môn khoa học kỹ thuật và thị trường Giai đoạn 2021-2025, ngành chăn nuôi Lào Cai sẽ tập trung chuyển đổi mạnh hình thức phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, Mục tiêu đặt ra là tổng đàn gia súc khoảng 710.000 con, chủ yếu là lợn và châu bò, đàn gia cầm đạt 5,2 triệu con. Với mục tiêu này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tại chỗ và có một phần xuất bán ra các địa phương lân cận.